Hello anh em, thì hôm nay mình vừa dạy con CBR 650R 2020 nha anh em. Biển số Sóc Trăng nha, biển số ghi dành nha. Thì xin quay cận cảnh anh em xem ha. Tụi em đằng trước nha. Đằng trước đĩa ABS nha. Theo nó xin ha. Xi nhan led nha. Này lốc máy nó sơn zin nha. Cái này anh em muốn gắn với ship nha, mình cái gì mua cái ship gắn vô thôi, nó có chờ nó cắm vô là chơi thôi ha. Hỏi rằng là biển số Sóc Trăng chỉ nhìn cho anh em 83A2000355, vỏ mới thay nha anh em, mới tin luôn nha, khỏi sợ tốn tiền vỏ nữa ha. Con này mua dùm đi thôi nha anh em, không cần không làm gì nữa. Đây là heo sao vệ sinh, để đĩa OS ha, đĩa thao chưa sọc nha anh em, mới tin luôn nha. Bô rào ha, cổ phương chữ tùm nha. Đây là máy bên đây nè. Rồi hiện tại em này là 8.553 km cho em. Phượt sơ qua ha. Cái phím trên đây là chưa cái mòn nha em nha. Tay nắm chưa tay luôn nha, tay nắm ghim còn luôn. Ok, để anh em nghe máy ha. Thêm tắt máy dễ nói chuyện này, chích xanh cho anh ha, nút chích xanh cho anh đây, tắt mở anh đây, móc đầu vào kia đó, mình muốn đầu vào kia mình mở đây ha. Này là pha cốt phát xin này ha, hazard kèn nha anh em, xi nhan dưới này, các phím đều còn mới tin hết nha. Máy móc ghi điện lạc nha anh em, 2020 nha, 8.000 cây, chưa hề hớn gì đâu nha anh em, chưa có vô đây không nha. Này có chân nè, mới tin luôn nha. Ốc dĩa chưa mở nha anh em. Con này là CBR 650R 2020 nha anh em, biển số Sóc Trăng ha. Ở đâu 8.500 cây. Anh em quan tâm thì vô lòng hội gọi thoại cho mình nha. Số điện thoại mình là 0949 nha, 999 75 nha. Địa chỉ mình là 696, 698 đường Môn Mương Tư ha, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ nha. Anh Kiều em nó xem clip nha.